Ngày 18 tháng 5, Đoàn Thanh niên Việt Tin Banh đã tổ chức hoạt động về nguồn chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Đá Trông, xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội. Tham dự hoạt động về nguồn lần này có đồng chí Trần Kiên Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Việt Tin Banh, đồng chí Đoàn Thị Kiều Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên Việt Tin Banh, đồng chí Bùi Hoài Nam, Phó Bí thư Đoàn Việt Tin Banh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn, lãnh đạo các ban, thường trực các khối hoạt động, đại diện các đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Việt Tin Banh và các thanh niên Việt Tin Banh tiêu biểu. Đoàn Việt Tin Banh với sự có mặt của gần 100 cán bộ đoàn chủ chốt, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 6.000 đoàn viên thanh niên Việt Tin Banh đã dâng hương và báo công dâng bác tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích K9. Cũng tại đây, Đoàn Thanh niên Việt Tin Banh đã tổ chức lễ tuyên dương thanh niên Việt Tin Banh tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018 và vinh danh 10 đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt, đoàn viên ưu tú ở 3 hạng mục: cán bộ đoàn, doanh nhân trẻ, quản lý trẻ. Học tập ở Bác tấm lòng nhân ái và yêu thương con người, thì đoàn trong những năm qua thì Đoàn Việt Tin Banh đã đẩy mạnh những hoạt động như đền ơn đáp nghĩa, ăn xin xã hội, uống nước nhớ nguồn và đặc biệt là chương trình nồi cháo tình thương đối với các cháu bệnh viện nhi tại bệnh viện nhi Trung ương, thì chăm sóc và phụng dưỡng người có công với cách mạng và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Và chúng tôi luôn tự hào khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện của Việt Tin Banh và tô đậm thêm nhiệt huyết và sức trẻ của Việt Tin Banh. Thay mặt Đảng ủy Việt Tin Banh, đồng chí Trần Kiên Cường đã ghi nhận những đóng góp tích cực của tuổi trẻ Việt Tin Banh và sự phát triển ngày càng lớn mạnh của hệ thống. Đồng thời, cũng mong muốn các thế hệ thanh niên Việt Tin Banh tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống, trở thành nòng cốt, xung kích trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động vì cộng đồng. Đồng chí Trần Kiên Cường cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới sự phát triển vững mạnh của Đoàn Thanh niên Việt Tin Banh. Toàn thể các bạn thanh niên nhiều sáng tạo, nhiều năng lượng, nhiều khát vọng. Đâu cần thanh niên có việc gì khó có thanh niên. Xin cảm ơn. Việt Tin Banh nâng giá trị cuộc sống.